Ok. Đó, vâng, xin chào tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi live stream trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Rồi, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì và như thường lệ thì mỗi ngày thì Khoa sẽ dành ra từ 1 cho tới 2 buổi live stream như thế này, đúng không ạ? Để chia sẻ cho các anh chị về những cái thông tin, những kiến thức, những kinh nghiệm cũng như là những trải nghiệm mà Khoa đã đúc kết được trong quá trình mà Khoa phát triển công việc kinh doanh của mình, đúng không ạ? Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì bạn sẽ chia sẻ với các chị về một chủ đề về dinh dưỡng, đúng không ạ? Và tin chắc rằng là đại đa số chúng ta, đặc biệt là đối với những chị em phụ nữ, đúng không ạ, đang rất là cần, đúng không ạ, và cũng như là đang rất là thiếu, đặc biệt là ở trong đơn ăn uống hàng ngày của mình, đúng không ạ? Và cái chất dinh dưỡng này thì nó lại góp phần gần như là 99% những cái hoạt động sống trong cơ thể chúng ta, các anh chị, đúng không ạ? Các anh chị biết là chất dinh dưỡng đó là gì không ạ? Và chất dinh dưỡng đó nếu như mà thiếu cái loại dưỡng chất này á thì là có thể là gây ra khoảng 147 loại căn bệnh khác nhau, các anh chị, khủng khiếp không ạ? Và đó chính là canxi, các anh chị, đúng không ạ? Và trong chiều nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi với nhau về canxi, đúng không ạ? Công dụng của canxi như thế nào và điều gì xảy ra nếu như mà chúng ta thiếu canxi trong cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Rồi, và nếu như các anh chị thấy chủ đề này thứ hai thứ thú vị thì các anh chị comment có xin dưới được mà, hoặc là các anh chị tag tên bạn bè và người thân của mình vào trong livestream này để chia, để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn, được không ạ? Ok các anh chị. Rồi, nếu như các anh chị thấy chủ đề này thấy hay, thấy thú vị, các anh chị comment có xin dưới các anh chị. Được không ạ? Thấy hay, thấy thú vị chúng ta comment có, được không ạ? Ok các anh chị. Tuyệt vời. Ok. Rồi. Vậy thì á, như các anh chị cũng đã biết á, canxi là rất quan trọng đối với mọi người, đúng không ạ? Từ lúc mà khi là còn thai nhi cho đến khi mà cao tuổi thì đều là rất là cần, đúng không ạ? Đối với trẻ em á, thì canxi thì sẽ giúp cho trẻ em là cao lớn hơn, đó, phát triển thể chất và đạt được một cái chiều cao như là mong muốn, đúng không ạ? Còn đối với những người bình thường như chúng ta thì canxi thì sẽ giúp cho các anh chị là bảo vệ được hệ xương và hệ răng của chúng ta, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta luôn luôn được chắc khỏe, đúng không ạ? Và phòng chống được loãng xương nè. Và đặc biệt đó là cái lượng canxi trong máu á thì sẽ giúp là tăng cường khả năng lưu thông máu, các anh chị, đúng không ạ? Giúp chuyển hóa, giúp vận chuyển máu và oxy tới tế bào tốt hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra thì canxi còn giúp là giảm căng thẳng cho hệ thần kinh, đúng không ạ? Hệ thần kinh và giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ ngon hơn, đúng không ạ? Và nếu như mà chúng ta cung cấp đầy đủ canxi, đúng không ạ? Chúng ta cung cấp đầy đủ canxi thì cũng sẽ giúp cho hỗ trợ cho cái quá trình là co bóp của những cơ quan ở trong cơ thể chúng ta, ví dụ như là cơ tử cung nè, rồi những cái vùng cơ khác như là cơ tim nè, cơ khí quản, cơ thực quản, đúng không ạ? Và những cái vùng cơ khác nữa trong cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Và canxi thì cũng giúp là tham gia vào cái quá trình là giúp cho chúng ta là giải phóng những cái xung thần kinh ở trong cơ thể, những cái xung thần kinh đấy, nên á thì sẽ hỗ trợ rất tốt cho hệ thần kinh của chúng ta được hoạt động nhanh nhạy và phát triển hơn, cái gì, đúng không ạ? Và có nhiều cái nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là cái việc thiếu canxi á là nguyên nhân của cái việc là gây ra hơn 147 loại bệnh khác nhau, các anh chị. Tuy nhiên thì canxi cũng là một loại dưỡng chất rất là dễ bị thiếu ở trong cơ thể chúng ta. Lý do vì sao ạ? Lý do là bởi vì là hầu hết trong những cái bữa ăn của chúng ta thì sẽ không cung cấp đủ lượng canxi theo cái nhu cầu cá nhân của cơ thể mỗi ngày, các anh chị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là theo cái cách chế biến thông thường của chúng ta thì sẽ rất là dễ làm mất đi cái lượng canxi có trong thực phẩm, các chị, đúng không ạ? Tại Hàn Quốc á,
là một trong những đất nước có tốc độ tăng trưởng về thể chất nhanh nhất thế giới các anh chị. Tuy nhiên thì người ta vẫn xác định được rằng là cứ khoảng 10 người thì có đến 7 người là bị thiếu canxi được các anh chị. Rõ ràng đúng không ạ? Còn tại Việt Nam chúng ta thì sao ạ? Còn những cái bữa ăn thông thường thì chỉ có thể cung cấp được khoảng 50% cái nhu cầu canxi của cơ thể mỗi ngày được các anh chị. Đấy, cho nên thì chúng ta gặp rất nhiều những vấn đề về sức khỏe do cho bị thiếu canxi nữa các chị. Đấy, ví dụ nha, ví dụ như đối với trẻ em đó, thiếu canxi thì sẽ bị dễ bị còi xương nè, bị dễ bị chậm lớn đúng không ạ, rồi dễ bị khó ngủ nè, rồi thường xuyên bị đổ mồ hôi trộn hay là bị tóc thưa các chị, bị ít tóc với các chị đúng không ạ. Còn đối với người lớn như chúng ta thì nếu như mà thiếu canxi thì có thể khiến cho các chị bị khó ngủ nè, rồi tinh thần dễ bị căng thẳng nè, bị stress nè, đấy, và các chị cũng sẽ dễ gặp những cái vấn đề về loãng xương nè, bị đau nhức xương, bị đau nhức cơ thể nè, hoặc là bị co rút các loại cơ các chị, hoặc là bị hay còn gọi là bị trục rút các chị ha. Và khi về già thì cơ thể chúng ta sẽ dễ bị còng lưng hơn, đúng không ạ? Bị loãng xương nặng hơn và có thể ảnh hưởng đến những cái vấn đề như là vận động. Của chúng ta sẽ không còn được linh hoạt và dẻo dai như trước nữa. Và việc thiếu canxi thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản của những người ở độ tuổi trưởng thành là các chị. Và đối với những người, đối với những mẹ mà đang mang thai hoặc là đang cho con bú ấy, thì nếu như mà thiếu canxi thì có thể gây ra, thì có thể là ảnh hưởng đến cái quá trình là phát triển về mặt thể chất của thai nhi các chị. Cũng như là gây ra những cái những cái vấn đề nguy hiểm nhất định ở khi mà đang trải qua những cái quá trình sinh nở nữa. Nguy hiểm không ạ? Ok các anh chị. Và thiếu canxi thì cũng sẽ gây nên những cái vấn đề khác, giống như là bị rối loạn hóc môn này, rồi bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ảnh hưởng đến trí nhớ của chúng ta. Rồi còn ảnh hưởng đến những cái vấn đề như là bị giảm sức đề kháng này, rồi tăng khả năng bị gọi là giảm khả năng bị kháng viêm nè, rồi gây nên những cái vết viêm loét ở trong cơ thể chúng ta. Vì vậy thì cái việc mà chúng ta bổ sung canxi mỗi ngày là cực kỳ cần thiết các anh chị, đúng không ạ? Anh chị thấy anh chị nào đồng ý điều này chúng ta comment có xuống dưới các anh chị, đúng không ạ? Đồng ý điều này thì chúng ta comment có đúng không ạ? Ok các anh chị. Rồi, và khi mà chúng ta bổ sung canxi thì yếu tố quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm đó chính là cái nguồn nguyên liệu để tạo ra canxi đó là gì, đúng không ạ? Đầu tiên đó chính là quan tâm đến nguồn nguyên liệu, đúng không ạ? Rồi thứ hai đó chính là quan tâm đến cái khả năng hấp thu canxi. Cái điều này rất quan trọng các anh chị, cực kỳ quan trọng. Bởi vì nếu như canxi đi vào trong cơ thể của chúng ta đó mà không được hấp thu hết thì lúc này thì thận của chúng ta sẽ phải làm việc nhiều hơn và dễ gây ra bệnh sỏi thận hơn các chị. Và đối với những người mà đối với những bà mẹ đang mang thai ấy, hoặc là đang cho con bú ấy, thì cái việc bổ sung canxi là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta bổ sung canxi không đúng cách thì có thể gây ra là bị táo bón cho người mẹ và cả trẻ em, cả trẻ nhỏ các chị. Có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung các chị ha. Đó, thì đó chính là lý do mà khi mà chúng ta lựa chọn canxi thì các chị cần phải quan tâm đến cái nguồn gốc đó và khả năng hấp thu của cái loại canxi đó, đúng không ạ? Và canxi của Gero Bio thì có nguồn nguyên liệu chất lượng cao các chị, hoàn toàn là tinh khiết, và quan trọng nhất là canxi có chứa thêm thành phần là vitamin D và magie các chị. Tại sao vậy ạ? Bởi vì để đảm bảo cho cơ thể của các anh chị được hấp thu canxi được tối đa thì vitamin D thì có mặt trong canxi thì sẽ giúp cho trẻ em có thể hấp thu canxi được tốt hơn nè, đúng không ạ? Và trong các sản phẩm canxi của Gero Bio thì có một cái tỷ lệ vàng, đó chính là cứ 2 phân tử canxi thì có 1 phân tử magie. Và đây được xem là một trong
đây là một cái tỷ lệ vàng đó, và để có thể giúp là hấp thu tối đa canxi ở người lớn đó chị. À, và ngoài ra thì sản phẩm này còn chứa thêm là phosphor nè, rồi chứa thêm kẽm đó các chị. Đó, đây là hai cái thành phần quan trọng để đảm bảo cho sức khỏe về mặt tinh thần nè và thể chất của chúng ta được đảm bảo luôn ạ. À, và cái việc là việc có mặt của magie ở trong sản phẩm canxi của Cherobio thì sẽ giúp chúng ta hấp thu được tối đa các chị. Đấy. À, lượng canxi thì cũng sẽ giúp cho xương của các anh chị được linh hoạt hơn khi chúng ta vận động. À, và đặc biệt đó là magie thì sẽ giúp là điều hòa cái lượng nước để được đưa vào trong ruột già chúng ta. À, nên thì sẽ giảm cái tình trạng bị táo bón khi mà chúng ta sử dụng canxi mỗi ngày anh chị. Đúng không ạ? À, hay không ạ? À, nếu như các chị thấy thông tin này thú vị thì các chị comment có xuống dưới các chị. Đúng không ạ? Cái gì các chị thấy thông tin này thú vị các chị comment có luôn ạ. Ok các chị. Đấy. Vì vậy thì cái sản phẩm này là rất là an toàn để các chị có thể là sử dụng mỗi ngày ở ngay cả khi mà các chị đang mang thai hoặc là đang cho con bú luôn mà. À, và một viên canxi như thế này á, thì có chứa đến là 600mg canxi. Ở trong đó thì có 400mg là canxi và hơn 200mg còn lại là magie, vitamin D và những cái thành phần khác để giúp là hấp thu tối đa canxi vào trong máu các chị. Đúng không ạ? Đấy. À, và nếu để bổ sung canxi á, thì chúng ta cần nếu cần phải bổ sung 400mg canxi á, thì chúng ta cần phải uống khoảng là 3 cho tới 4 ly sữa mỗi ngày các chị. Đó. Và giá của 3 đến 4 ly sữa thì các chị cũng biết rồi đó, là tầm khoảng từ 35 tới 40 ngàn rồi đúng không ạ? À, và trong một lọ lọ canxi như thế này của Cherobio thì có chứa là 240 viên các chị. À, và mỗi ngày các chị chỉ cần sử dụng là từ 2 cho tới 4 viên thôi. À, là các anh chị có thể sử dụng được từ 2 cho tới 4 tháng trong mỗi loại canxi như thế này rồi các anh chị. Đấy, hay không ạ? À, rất tiết kiệm đúng không ạ? Đấy, rất tiết kiệm và rất là tiện lợi nữa, đúng không ạ? À, vậy thì ai nên cần bổ sung canxi hàng ngày các anh chị? À, đương nhiên là những người đang có dấu hiệu bị thiếu canxi đúng không ạ? À, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai đang cho con bú hoặc là trẻ em đang ở độ tuổi là phát triển chiều cao đúng không ạ? À, rồi những người trung niên là muốn phòng chống loãng xương này đúng không ạ? Những người bị suy nhược thần kinh này, rồi những người hay vận động, những người khó ngủ, những người dễ gặp những cái vấn đề về viêm nhiễm ở trong cơ thể chúng ta, rồi những người là muốn tăng cường cái hoạt động lưu thông máu và cung cấp oxy cho trí não hoặc là cho cơ thể của các anh chị thì chúng ta cũng nên bổ sung canxi mỗi ngày đúng không ạ? À, và các anh chị hãy là những người tiêu dùng thông minh cùng với Cherobio đúng không ạ? Là nơi cung cấp những cái sản phẩm nằm trong top 10 đạt chứng nhận B Corp trên toàn cầu đúng không ạ? Ok rồi. À, cảm ơn các anh chị đã theo dõi buổi livestream trong buổi chiều ngày nay. À, và nếu như các anh chị thấy chủ đề này thấy hay, thấy thú vị, các chị comment có thể là tag tên bạn bè và người thân của mình và trong livestream này để chúng ta có thể kết nối cùng với nhau nhiều hơn nữa bạn. Cảm ơn các chị đã lắng nghe phần chia sẻ của Quang trong buổi chiều ngày hôm nay và hẹn gặp lại các chị vào những buổi livestream và những video sau. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.